Ngày 27 tháng 5, tiếp tục chuyến thăm và làm việc tại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, đoàn đại biểu cấp cao Thành phố Hồ Chí Minh do đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh làm trưởng đoàn đã đến thắp hương thăm hỏi gia đình cố Thủ tướng Lào Sisavat Kebunphan và cố Chủ tịch Quốc hội Lào Samen Vinaket. Đồng chí Nguyễn Văn Nên đã dành nhiều thời gian để trò chuyện, thăm hỏi, chia sẻ những kỷ niệm về hai vị cố lãnh đạo có công lao rất lớn đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc và tình hữu nghị đặc biệt, vĩ đại giữa hai đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam-Lào trong suốt chiều dài lịch sử. Trong đó, đồng chí Sisavat Kebunphan hoạt động cách mạng từ rất sớm, từ năm 1947 là chiến sĩ đội vũ trang tuyên truyền xung phong vùng Tây Bắc. Đến năm 1948, đồng chí là cán bộ bí mật thuộc đơn vị xuân phong xây dựng cơ sở chính trị tại Sinh Khỏn, tỉnh Hua Phanh, Lào. Năm 1950, đồng chí vào đảng Cộng sản Đông Dương và sau đó giữ nhiều vị trí quan trọng trong đảng nhà nước Lào. Đồng chí Samen Vinaket cũng tham gia cách mạng từ rất sớm, cụ thể từ năm 1935 đến năm 1945, đồng chí tham gia lực lượng cách mạng giải phóng dân tộc ở địa phương Lào. Đồng chí từng giữ nhiều vị trí quan trọng trong đảng và nhà nước Lào như Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Lào, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Thể thao Lào, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. Cùng ngày, đoàn đại biểu cấp cao Thành phố Hồ Chí Minh có buổi thăm và nói chuyện với cán bộ nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Lào. Sau đó, đoàn rời thủ đô Viên Chăn đến tỉnh Savannakhet, tiếp tục chuyến thăm và làm việc tại Lào. Tại đây, đoàn sẽ có một chuỗi các sự kiện, hoạt động quan trọng.